Trong danh sách đội tuyển bơi Singapore tham dự SEA Games 32 được công bố ngày 1 tháng 3, nhiều người hâm mộ ngạc nhiên khi cái tên Joseph Schooling không xuất hiện. Các kỳ SEA Games trước, kình ngư này luôn được xem là niềm hy vọng số 1 trong việc cạnh tranh huy chương vàng ở mọi giải đấu cấp khu vực. Ngay sau đó, ngôi sao bơi lội 27 tuổi chia sẻ trên trang cá nhân về quyết định của mình. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, thảo luận với cả đội, tôi quyết định rút khỏi SEA Games 32. Đây không phải một quyết định dễ dàng, nhưng tôi không đảm bảo được phong độ để tranh tài. Tôi luôn đặt thành tích quốc gia lên trên những lợi ích cá nhân. Joseph Schooling cho biết anh sẽ làm khán giả ở SEA Games 32 để nhường suất thi đấu cho người xứng đáng hơn. Đây là quyết định khá bất ngờ của nhà vô địch Olympic 2016. Trước đó, vào tháng 1 năm 2023, Ủy ban Olympic Singapore đã lên danh sách sơ bộ đoàn thể thao dự SEA Games 32 tại Campuchia và Schooling vẫn có tên trong thành phần đội tuyển bơi. Singapore dự kiến cử lực lượng 572 vận động viên tới Campuchia tranh tài. Như vậy, đây là lần đầu tiên trong các kỳ SEA Games kể từ năm 2011, đội tuyển bơi Singapore không có sự góp mặt của ngôi sao đường đua xanh là Joseph Schooling. Schooling sinh năm 1995 là trụ cột của đội tuyển bơi Singapore. Anh từng đánh bại huyền thoại Michael Phelps ở nội dung 100m bơi bướm tại Olympic Rio 2016, qua đó trở thành nam vận động viên bơi lội đầu tiên của Đông Nam Á giành huy chương vàng Thế vận hội. Ở các kỳ SEA Games, Schooling giành đến 27 huy chương vàng. Năm ngoái, trong khuôn khổ SEA Games 31, Schooling là thành viên đội bơi Singapore thi đấu tại Việt Nam. Anh giành huy chương vàng cá nhân cự ly 100m bướm, huy chương vàng tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam và huy chương đồng tiếp sức 4x200m tự do nam. Tuy nhiên, sau SEA Games 31, thể thao Singapore phát hiện 3 tuyển thủ đã hút cần sa trong thời gian thi đấu Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2022 và Schooling là một trong số đó. Bên cạnh Schooling, Tong Zhengui và Amanda Lim cũng là hai vận động viên vướng vào bê bối sử dụng chất kích thích. Cả ba kình ngư này đã đưa ra lời xin lỗi và chấp nhận những hình phạt từ Hiệp hội Thể thao Singapore. Họ đã bị cấm tập luyện 1 tháng tại đội tuyển quốc gia sau cuộc họp nội bộ. Họ cũng nhận án phạt từ Hội đồng Olympic Singapore. Trong đó, Schooling sẽ bị cấm tham gia mọi giải đấu trong 2 năm nếu anh bị phát hiện tái sử dụng ma túy hoặc vi phạm bất kỳ quy tắc nào của Hội đồng Olympic Singapore. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.